với định hướng trở thành một nhân tố chủ chốt trong tiến trình xây dựng và phát triển mạng 4G LTE tại Việt Nam trong tương lai. VNPT Technology đã trưng bày những công nghệ IoT chạy trên nền tảng 4G LTE hiện đại nhất. Song hành cùng xu hướng phát triển và triển khai 4G LTE tại Việt Nam, VNPT Technology những năm qua đã gấp rút nghiên cứu và phát triển nền tảng IoT Smart Connect Platform SCP là một nền tảng mở và duy nhất kết nối vạn vật cung cấp dịch vụ end-to-end. Với SCP và bộ giao diện lập trình ứng dụng API mở được VNPT Technology cung cấp, các nhà phát triển ứng dụng có thể chủ động phát triển ứng dụng trong mọi lĩnh vực chạy trên các thiết bị đã chứng thực. Trên nền tảng 4G LTE được chính phủ Việt Nam chú trọng đầu tư trong tương lai, nền tảng SCP hứa hẹn thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng 4G LTE với nhiều tiện ích ứng dụng trong đời sống trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh việc giới thiệu Smart Connect Platform SCP trên nền tảng sẵn có, VNPT Technology cũng giới thiệu tại khu triển lãm các mô hình SCP phát triển riêng cho một số ứng dụng thuộc các lĩnh vực quản lý trong giao thông vận tải, trong nông nghiệp, môi trường, ngôi nhà thông minh, theo dõi và chăm sóc sức khỏe trong y tế, vận hành và giám sát trong nhà máy. Cùng với việc phát triển 4G LTE, những ứng dụng tiện ích này cùng với nền tảng IoT được dự báo sẽ là những công nghệ nổi bật trong tương lai. Với việc triển khai 4G ấy, thì nó sẽ là một cái hạ tầng mạng để có thể cung cấp được rất nhiều cái dịch vụ cho người dùng, cho khách hàng. Vậy thì bên công ty VNPT Technology cũng đầu tư để nghiên cứu những cái dịch vụ để có thể triển khai trên cái mạng đó. Và điển hình là các dịch vụ về IoT. Hiện tại bây giờ những cái thiết bị cầm wearable, những cái thiết bị về điện thoại smartphone thế hệ mới thì đều đã có tích hợp 4G. Đó là những cái thiết bị mà mình có thể triển khai ngay những cái ứng dụng về IoT. Và người dùng hiện tại họ đang có những cái thiết bị đó nhưng họ không có đủ nền tảng, không có đủ hạ tầng mạng và cũng như là các ứng dụng đang không nhiều. Vậy thì VNPT Technology nghiên cứu và đưa ra thị trường cái nền tảng IoT platform như các bạn thấy ở đây. Thì đây chính là cái nền tảng mà giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ hay những bạn lập trình viên có thể phát triển những cái ứng dụng rất là nhanh để và ứng dụng được cái hạ tầng mạng đó và triển khai được đến cho người dùng cuối của mình.